Sóc Hàng nhiệt liệt xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2020. Em có một chiếc máy Panasonic NP-TR1 các bác này. Dòng đời đầu tiên của dòng TR. Một con máy mẫu mã yệt như TR3567. Con này thì em nói giá luôn các bác là em bán 4 triệu 6 nhá. Các bác nào có nhu cầu bác chốt nhanh luôn ạ. Giá 4 triệu 6. Đấy, hình thức thì như trên clip như thế nào thì nó là như vậy các bác nhá. Hình thức máy nó chỉ có như vậy thôi, giá 4 triệu 6. TR1 Panasonic NP-TR1, công nghệ Econavi, mọi tính năng thì không khác gì TR3567. Bên trong còn rất là mới sạch sẽ các bạn này. Đây. Trông rất là mới nhé. Đây mình cho cái con này rất ít dùng này. Chào anh chị. Đấy, con này 4 triệu 6 nha, giá chưa phí vận chuyển, chưa đường rồi. Các bác nào có nhu cầu lấy các bác liên hệ nha. Chào các bác.